Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 4 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các tu sĩ Phanxicô của tu viện, nơi Thánh Phanxicô nhận các dầu thánh. Vatican, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tu sĩ Phanxicô của tu viện La Verna và tỉnh dòng Toscana trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô được nhận các dấu thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, dấu thánh nhắc nhở tầm quan trọng của việc trở nên đồng dạng với Chúa Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh. Ngài mời gọi họ mang đến cho cộng đoàn, cho giáo hội và thế giới tình yêu vô biên của Chúa chịu chết trên thánh giá vì chúng ta. 800 năm trước, vào ngày 14 tháng 9 năm 1224, 2 năm trước khi qua đời, tại tu viện La Verna, Thánh Phanxicô đã được nhận các dấu thánh. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng, các dấu thánh nhắc nhở mọi người về nỗi đau mà Chúa Giêsu phải chịu trên thân xác người vì tình yêu và ơn cứu độ của chúng ta. Nhưng chúng cũng là dấu chỉ chiến thắng của phục sinh, chính qua những vết thương mà lòng thương xót của đấng chịu đóng đinh phục sinh trải đến với chúng ta. Và Ngài mời gọi các tu sĩ Phanxicô suy tư về ý nghĩa của các dấu thánh. Trước hết, về ý nghĩa của những dấu thánh trong đời Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, nhờ bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu thuộc về thân mình Chúa Kitô là giáo hội, được mời gọi cách đặc biệt hướng đến những người bị ghi dấu mà mình gặp gỡ. Những người bị ghi dấu bởi cuộc sống, những người mang những vết sẹo của nỗi đau khổ và những bất công phải gánh chịu hoặc những lỗi lầm mình đã phạm. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phanxicô đã làm những điều này hàng ngày, từ cuộc gặp gỡ với người cùi, khi quên mình trong việc dấn thân và phục vụ, thậm chí đi xa hơn. Can đảm và khiêm nhường, cởi mở trước những con đường mới, vâng theo Chúa và vâng phục các anh em. Suy tư về dấu thánh trong đời sống tu sĩ Phanxicô, Đức Thánh Cha nói rằng, các dấu thánh đối với Thánh Phanxicô tượng trưng cho dấu ấn của điều thiết yếu. Điều này cũng mời gọi các tu sĩ Phanxicô quay trở lại với những điều thiết yếu trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, trong các khóa đào tạo, trong các hoạt động tông đồ và trong sự hiện diện của anh em giữa mọi người. Trở thành những người mang ơn tha thứ đã được thứ tha, những người mang ơn chữa lành đã được chữa lành, hạnh phúc và đơn sơ trong tình huynh đệ, với sức mạnh của tình yêu tuôn chảy từ cạnh sườn của Chúa Kitô và được nuôi dưỡng trong cuộc gặp gỡ cá nhân của anh em với người, để được đổi mới mỗi ngày với lòng nhiệt thành thánh thiện đốt cháy con tim. Đức Thánh Cha cầu chúc sự kết hiệp mật thiết với Chúa giúp họ trở nên khiêm tốn và hiệp nhất hơn, vui tươi hơn, yêu mến thập giá và quan tâm đến người nghèo, trở nên những chứng nhân của hòa bình và những ngôn sứ của niềm hy vọng trong thời đại khó nhận ra sự hiện diện của Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời cầu nguyện cùng Thánh Phanxicô. Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ tình liên đới và gần gũi với những người bị ảnh hưởng bởi động đất ở Đài Loan. Vatican. Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc, Đức Thánh Cha bảo đảm sự liên đới và gần gũi đối với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Đài Loan hôm ngày 3 tháng 4, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cấp cứu tham gia vào quá trình cứu hộ. Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan vào lúc 7 giờ 58 phút ngày 3 tháng 4. Sau đó, đã có hàng trăm cơn dư chấn khác, trong đó ít nhất 2 cơn dư chấn mạnh hơn 6 độ Richter. Viện Địa vật lý Hoa Kỳ cho biết, tâm chấn nằm cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía đông nam, cách thủ đô Đài Bắc khoảng 155 km về phía nam và ở độ sâu 34,8 km. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua ở Đài Loan. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Joan Bautista Lý Khắc Mẫn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những mất mát về nhân mạng và thiệt hại do trận động đất khủng khiếp gây ra. Đến nay, đã có hơn 10 người chết và 1.000 người bị thương. trong khi khoảng 700 người vẫn mất tích hoặc mắc kẹt. Đức Thánh Cha đảm bảo với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, tình liên đới chân thành và sự gần gũi tinh thần của Ngài. Ngài cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và tất cả những người phải di dời, cũng như cho các nhân viên cấp cứu tham gia vào các nỗ lực phục hồi. Kết thúc điện văn, Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành, an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa ban xuống trên tất cả mọi người. Về phần Đức Cha Philippe Hoàng Triều Minh, Giám mục Giáo phận Hoa Liên, trong thư được đăng trên trang web của Giáo phận, Ngài cho biết, Giáo phận đã liên lạc với tất cả các giáo xứ để thể hiện sự gần gũi và quan tâm. Hiện tại, ngoại trừ một số đồ vật bị rơi xuống đất hoặc bị hư hỏng cần sửa chữa, thì không có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng. Khi các cơn dư chấn tiếp tục, Đức Cha viết tiếp, các cha xứ, ủy ban mục vụ và giáo dân được mời gọi tiếp tục cảnh giác, chú ý đến sự an toàn, tránh xa các tòa nhà và tìm nơi ẩn náu ở những không gian mở. Chúng tôi vẫn ở đây để chú ý đến những nhu cầu và hỗ trợ kịp thời trong công việc cứu trợ. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em. Xin Chúa phù hộ cho Đài Loan. Chính quyền Nicaragua tiếp tục bắt giữ các tín hữu trong tuần thánh. Nicaragua. Tổ chức phi chính phủ độc lập ở Nicaragua có tên Monitoreo Azul y Blanco đã tố cáo chính quyền Nicaragua giam giữ tùy tiện ít nhất 7 thanh niên trong tuần thánh vừa qua ở Nicaragua. Trong số 7 thanh niên này, 3 người đã được trả tự do. Một tuyên bố từ tổ chức Monitoreo Azul y Blanco cho biết, việc bắt giữ tùy tiện 4 thanh niên đã được ghi nhận ở khu vực León, Tây Bắc và 3 người ở Managua, những người đang tham gia các hoạt động tôn giáo. Tổ chức cũng báo cáo rằng, trong các nghi lễ tuần thánh, cảnh sát đã có mặt tại các sự kiện tôn giáo với các biện pháp giám sát, đe dọa và kiểm soát lãnh thổ ở cấp quốc gia. 23 vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo đã xảy ra trong tuần thánh cũng được ghi nhận. Khi sự đe dọa và quấy rối xảy ra trong nhiều dịp khác nhau, trong các cuộc rước, hầu hết được tổ chức ở khu vực lân cận các nhà thờ và trong các nghi lễ khác nhau. Hơn nữa, chính quyền Nicaragua vẫn không ngừng hoạt động chống lại các tổ chức phi chính phủ, một số tổ chức có tính tôn giáo, công giáo hoặc tin lành. Bộ Nội vụ đã hủy bỏ tư cách pháp lý của tổ chức Un Techo para Chile, mái nhà cho Chile, được biết đến nhiều hơn với cái tên Techo Nicaragua, một tổ chức can thiệp vào tình trạng khẩn cấp về nhà ở trên khắp châu Mỹ Latin. Nơi tổ chức này được nhiều người biết đến và của 8 hiệp hội khác hoạt động như các tổ chức phi lợi nhuận. Bộ Nội vụ cũng báo cáo rằng 6 tổ chức khác đã yêu cầu giải thể tự nguyện. Cuối cùng, Liên minh Phi Chính phủ vì Tự do báo cáo rằng 11 mục sư tin lành của tổ chức Mao Chen Gui Gui đã bị kết án từ 12 đến 15 năm sau khi bị buộc tội rửa tiền. Họ đã bị bắt cách đây 2 tháng. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ gia tăng hoạt động tại Gaza. Trong khi một số nhóm từ thiện đang tạm dừng hoạt động sau vụ 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo bị thiệt mạng ở Gaza, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện và nỗ lực trong khu vực để giải quyết các nhu cầu nhân đạo quan trọng của thường dân ở Gaza. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Durajic, ít nhất 196 nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng kể từ tháng 10 ở Gaza, nơi mà ông cho rằng là một trong những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất trên thế giới khi làm việc với tư cách là một nhà viện trợ nhân đạo. Vì nguy hiểm, một số nhóm như World Central Kitchen và nhóm viện trợ Mỹ ANERA đã tạm dừng các chuyến hàng viện trợ vì lo ngại cho sự an toàn của người lao động. Mặc dù vậy, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ được liên kết với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và được tài trợ phần lớn bởi sự quyên góp từ các tín hữu Hoa Kỳ, đã xác nhận với trang tin CNA rằng họ đang tăng cường hiện diện tại các khu vực nơi 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo đã thiệt mạng. Jason Knapp, đại diện của tổ chức tại Đất Thánh, cho biết tổ chức trên đã thành lập các nhà kho, nhà nghỉ và văn phòng ở Rafah và Deir al-Balah, đồng thời đang trong quá trình thiết lập các điểm phân phối bổ sung trên khắp Rafah, Khan Yunis và khu vực trung tâm. Ông cho biết thêm rằng, ngoài việc mở rộng năng lực hoạt động này ở nửa phía nam của Gaza, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang cộng tác với các đối tác địa phương ở thành phố Gaza và Bắc Gaza để chuẩn bị cho việc phân phối an toàn và có trật tự ngay khi viện trợ có thể đến được những khu vực này. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở Gaza đã cung cấp hỗ trợ khẩn cấp kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tại Gaza bằng việc phân phối thực phẩm, bạt và lều, giường ngủ, vật dụng vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt cho hơn 750.000 người. Ông Knapp cho biết, để bảo vệ nhân viên của mình, tổ chức phối hợp các nỗ lực của họ với quân đội Israel và có sẵn một kế hoạch an ninh. Ông nói, chúng tôi cũng có một kế hoạch an ninh hiện trường, trong đó có phân tích các rủi ro ở Gaza và các bước chúng tôi có thể thực hiện để đảm bảo giữ cho tất cả nhân viên được an toàn nhất có thể. Là một phần trong cách tiếp cận của chúng tôi chia sẻ địa điểm hoạt động của mình với quân đội Israel để họ biết rằng chúng tôi là những người hoạt động nhân đạo và không nên trở thành mục tiêu. Hội đồng các giáo hội thế giới lên án vụ sát hại 7 nhân viên cứu trợ ở Gaza. Roma, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội thế giới lên án mạnh mẽ vụ sát hại 7 nhân viên cứu trợ của World Central Kitchen khi mang thực phẩm thiết yếu đến Gaza. Hội đồng giáo hội thế giới đã tham gia vào làn sóng phản đối kịch liệt của quốc tế về vụ sát hại 7 người làm việc cho tổ chức viện trợ World Central Kitchen gần đây trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza. Khi hai đoàn xe của các nhân viên cứu trợ đang chở thực phẩm cấp thiết đến cho người dân Palestine ở dải Gaza thì bị bắn trúng. World Central Kitchen được thành lập bởi đầu bếp nổi tiếng Jose Andres cho biết nhân viên của họ đã đi trên 2 chiếc xe bọc thép có gắn logo của tổ chức từ thiện và một chiếc xe khác, đồng thời phối hợp các hoạt động của họ với quân đội Israel. Thủ tướng Benjamin hôm thứ Ba cho biết vụ giết người là một sai lầm và quân đội Israel hứa sẽ điều tra đầy đủ về vụ việc. Cuộc tấn công đã khiến một số tổ chức từ thiện đình chỉ việc cung cấp thực phẩm cho người Palestine đang trên bờ vực chết đói và làm tăng thêm áp lực quốc tế buộc Israel phải thực hiện các bước nhằm giảm bớt tình trạng khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở vùng đất bị bao vây. Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới, Linh mục Jerry Pillay, đã lên án vụ giết người và gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Linh mục Pillay nói, những nhân viên nhân đạo không bao giờ được trở thành mục tiêu trong xung đột. Những cuộc tấn công, cướp đi sinh mạng của những người vô tội như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể biện minh được ở bất kỳ cấp độ nào. Chúng tôi mời tất cả các giáo hội thành viên của Hội đồng Giáo hội Thế giới tham gia lên tiếng, cầu nguyện cho công lý, hòa bình và hòa giải ở Gaza. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 200 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh nổ ra sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10. Vụ việc mới nhất có nguy cơ cản trở nỗ lực mở hành lang hàng hải để nhận viện trợ từ Ship nhằm giúp giảm bớt tình trạng tuyệt vọng ở Gaza. Mối lo ngại về thảm họa nhân đạo ở vùng đất Palestine đã trở nên sâu sắc hơn. Theo một báo cáo của IPCC về an ninh lương thực của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, báo cáo chỉ ra rằng toàn bộ người dân Gaza đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và nạn đói đã xảy ra ở phần phía bắc của dải Gaza. Liên Hiệp Quốc cảnh báo sự gia tăng đáng báo động về số thường dân thiệt mạng do mìn. Roma, một nghiên cứu mới cho thấy thương vong dân sự do mìn sát thương tăng gần gấp 3 lần từ năm 2022 đến năm 2023. Gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo rằng mìn sát thương tiếp tục tấn công thường dân vô tội, đặc biệt là trẻ em. UNICEF, Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, đã công bố dữ liệu mới cho thấy sự gia tăng đáng báo động về thương vong dân sự do mìn gây ra. Dữ liệu được công bố vào thứ Năm, ngày 4 tháng 4, Ngày Quốc tế Nhận thức và Hỗ trợ về bom mìn, cho thấy có 1.052 thương vong dân sự được xác minh do các sự cố bom mìn và vật liệu nổ trong năm 2023, gần gấp 3 so với 390 vụ được ghi nhận vào năm 2022. UNICEF lưu ý rằng hơn 20% nạn nhân là trẻ em, những đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vì trẻ em ít có khả năng nhận ra và có thể không nhận thức được sự nguy hiểm của bom mìn. Báo cáo của UNICEF chỉ ra Myanmar là quốc gia cần được quan tâm đặc biệt. Đồng thời lưu ý rằng, do cuộc nội chiến đang diễn ra, nước này hiện nằm trong số các quốc gia bị ô nhiễm nặng nề nhất thế giới bởi bom mìn và vật liệu nổ. Chỉ hơn một tháng trước, trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo rằng mìn sát thương tiếp tục tấn công thường dân vô tội, đặc biệt là trẻ em. Trong bài phát biểu trước dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước cấm mìn Ottawa, một thỏa thuận quốc tế cấm mìn sát thương, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đồng cảm với nhiều nạn nhân của những thiết bị quỷ quyệt này. Chúng nhắc nhở chúng ta về sự tàn khốc khủng khiếp của chiến tranh và cái giá mà dân thường phải trả. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang giúp đỡ các nạn nhân và dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm. Công việc của họ là một câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi phổ quát. Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, chăm sóc anh chị em của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News vào tháng 2, ông Khan của Halo Trust, một tổ chức phi chính phủ ra phá bom mìn, đã cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời nói của Ngài liên quan đến chủ đề này. Ông Khan cũng cho biết, tôi đã chứng kiến những người làm công việc rà phá bom mìn trong cộng đồng của họ trong 20 đến 30 năm. Họ không mệt mỏi, và những người đang quỳ gối thực hiện công việc rà phá này thực sự xứng đáng được cầu nguyện và cảm ơn vì nỗ lực mà họ đang thực hiện. Như báo cáo mới của UNICEF đã chỉ rõ, công việc rà phá bom mìn hiện đang cấp bách hơn bao giờ hết. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa. Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai phục sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở trong Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh, ngay sau Chủ nhật lễ phục sinh. Và có người thì còn nói đây là ngày Chủ nhật của Tôma. Dĩ nhiên ngày Chủ nhật là ngày của Chúa chứ không phải là của vị tông đồ nào. Nhưng Tôma được nổi lên như một nhân vật mà qua đó chúng ta có thể suy ngẫm về đức tin của chúng ta. Trong bài tin mừng Chủ nhật ngày hôm nay có hai lần hiện ra. Chúng ta thấy hai lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh đối với các môn đệ. Lần thứ nhất không có Tôma và lần thứ hai có sự hiện diện của Tôma. Và ở giữa hai lần hiện ra này thì ông Tôma đã bày tỏ sự hoài nghi của mình. Ông nói, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Thường thì chúng ta sẽ hay vội trách Tôma là người kém lòng tin, nhiều khi thành một cái nickname, một cái biệt danh cho Tôma. Cứ nói đến Tôma là chúng ta nghĩ đến kẻ kém lòng tin và chúng ta trách ông. Nhưng xin đừng vội, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta không thấy rằng yêu cầu của Tôma xem ra là một yêu cầu bình thường hay sao? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, có khi chính chúng ta cũng rất hay đòi hỏi như Tôma. Liệu có hợp lý không khi mà chúng ta đành cam kết cả cuộc đời của mình, dấn thân cả cuộc đời của mình vào một cái niềm tin nào đó mà không có được một sự đảm bảo nào đó tối thiểu? Có một chi tiết rất thú vị, không biết quý ông bà và anh chị em có để ý hay không, đó là ngay cả khi Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra lần thứ nhất với các môn đệ, hiện ra ngay giữa họ, nói với họ, nhưng lần thứ hai khi Ngài hiện ra ở cái lần mà có ông Tôma đó, các môn đệ vẫn đóng kín cửa. Trong cả hai lần trước khi Chúa phục sinh hiện ra, các môn đệ vẫn sợ hãi, họ vẫn khóa kín cửa. Nếu chúng ta đọc kỹ lại trong bài tin mừng, chúng ta sẽ thấy cả hai lần các cửa đều đóng kín. Và vì thế việc ông Tôma phủ nhận không tin tưởng vào những người anh em khác, những người môn đệ khác của Chúa Giêsu là điều có thể hoàn toàn hiểu được. Bởi vì nếu thực sự họ được biến đổi, tại sao họ vẫn còn đang khóa kín cửa? Và Tôma muốn một cái điều gì đó khác hơn, không chỉ dừng lại ở việc được nghe những lời kể, những lời đồn, mà ông muốn trải nghiệm riêng mình. Ông muốn có được trải nghiệm của riêng mình. Và một điều rất cảm động đó là Chúa Giêsu sẽ đồng ý với yêu cầu này từ Tôma. Bằng cách Chúa đã mời người tông đồ, người môn đệ của mình đặt ngón tay vào đây. Hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Chúa cho Tôma một bằng chứng hữu hình về sự phục sinh của Chúa. Nhưng đồng thời Chúa thúc giục Tôma đừng có chỉ hoài nghi. Đừng có chỉ hoài nghi là tốt nhưng đừng mãi hoài nghi, mà hãy trở thành một tín hữu. Hãy trở thành một người tin. Chúa nói đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Có thể nói là Chúa Giêsu mời Tôma vượt qua những lý chứng tự nhiên để thực hiện một bước nhảy, để có thể đi vào cuộc phiêu lưu của đức tin. Và nhờ dám thực hiện bước nhảy này, không phải vì việc đã được Chúa Giêsu gọi là đưa ra bằng chứng, nhưng ông Tôma đã thực hiện bước nhảy ngay sau khi nghe được tiếng của Chúa, ngay sau cái cuộc gặp gỡ, đụng chạm cách riêng tư với Chúa. Đó là câu gì? Đó là cái lời đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Chính lời này đã khiến ông Tôma thực hiện một bước nhảy để đi vào cuộc phiêu lưu của đức tin của riêng ông. Và nhờ đó ông có thể đón nhận ân sủng. Và nhờ đó, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, ông có thể tuyên bố, đưa ra lời tuyên xưng đức tin có thể nói là đẹp nhất trong các sách phúc âm. Đó là lời gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó là một lời tuyên xưng có thể nói vừa chính xác về mặt tín lý. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng cũng vừa sâu sắc, bởi vì nó xuất phát từ kinh nghiệm đụng chạm, gặp gỡ riêng tư và thân mật với Đức Kitô phục sinh. Ông Tôma không nói đến lạy Thiên Chúa của dân Israel, lạy Thiên Chúa của bất cứ ai, nhưng lạy Thiên Chúa của con, lạy Chúa của con. Sự hoài nghi của ông Tôma thật cần thiết, bởi vì đó là nguyên cớ để rồi Chúa sẽ ban trong ơn xác tín. Trong hành trình đức tin của mình, chúng ta cũng cần những hoài nghi với thiện chí, thưa anh chị em, để đào sâu đức tin của mình, để khỏi rơi vào một sự cuồng tín mù quáng, ai nói sao thì chúng ta nghe vậy. Hay là lên trên mạng xã hội, những cái thông tin giả, người ta chỉ việc đăng lên và chúng ta tưởng rằng đó là sự thật 100%. Không, chúng ta cần những cái sự hoài nghi lành mạnh, những sự hoài nghi thiện chí. Không chỉ tin dựa trên lời kể của người khác, không chỉ tin một cách a dua theo niềm tin của đám đông, nhưng để có được câu trả lời cho điều chúng ta đang trăn trở, câu trả lời trong chừng mực nào đó, chúng ta cần phải đặt mình trong mối tương quan yêu thương với Chúa, mở lòng mình ra để có được kinh nghiệm gặp gỡ chính Chúa, mở tâm hồn, mở tâm trí của mình ra trước những sự ngạc nhiên mà Chúa có thể đem lại cho chúng ta. Dần dần chúng ta làm quen với tiếng nói của Chúa, với lời nói của Chúa, với từng cử chỉ, từng hành động của Chúa Giêsu vốn vẫn đang được thông truyền cho chúng ta ngang qua các dấu chỉ của cuộc sống, dấu chỉ của thời đại, của con tim với những chuyển động nội tâm và những tiếng nói khe khẽ trong lòng. Ước gì chúng ta sẽ nghe được lời này, lời mà Tôma cũng từng được nghe. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Đó là lời đã hoán cải ông, chứ không chỉ là việc ông cảm thấy những bằng chứng mình đòi hỏi được đáp ứng. Càng tin, ta càng hiểu, và càng hiểu, ta càng thêm tin. Đó chính là logic của việc khám phá mầu nhiệm về Thiên Chúa. Hành động của đức tin, ngay cả khi nó vượt qua lý trí, không phải là không hợp lý. Nó vượt trên logic, nó là một loại siêu logic, chứ không phải là thiếu logic. Đó là một con đường mở ra trước mắt chúng ta, và chúng ta bước đi trên đó với lời cầu nguyện tin tưởng. Đức tin là động cơ của đời sống Kitô hữu chúng ta. Đức tin cho phép mỗi chúng ta biến cuộc sống của mình thành một câu chuyện tình yêu đẹp, một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, bằng cách nhắc nhở con người và toàn thể thế giới thụ tạo về sức mạnh của đấng phục sinh và về lòng thương xót của Thiên Chúa từ trên thập giá, điều tưởng như là điên rồ và ngu dại, nhưng thật ra lại là sự khôn ngoan, đích thực và duy nhất. Mến chúc quý ông bà và anh chị em tuần thứ hai trong mùa Phục Sinh, ngày càng đào sâu được đức tin của mình và có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Phục Sinh, đụng chạm Chúa Phục Sinh ngang qua những kinh nghiệm thường ngày, ngang qua việc gặp gỡ những con người khác, ngang qua việc đụng chạm những vết thương của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Và đó không chỉ là một bằng chứng mà là một lời mời gọi chúng ta đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Nữ tu dòng nữ tỷ Đức Maria thăng tiến cuộc sống của phụ nữ ở châu Phi Xích Đạo. Các nữ tu dòng nữ tỷ Đức Maria đã hoạt động tích cực tại châu Phi trong hơn một thế kỷ. Sơ Noretta Sekinon, bề trên tổng quyền, kể lại sứ vụ của các nữ tu và nói: "Tôi luôn ngạc nhiên về điều mà Đức Thánh Cha cũng nói. Trụ cột của nền kinh tế của các gia đình ở châu Phi được tạo nên nhờ các phụ nữ." Năm 2023 là tròn 100 năm các cứ điểm truyền giáo đầu tiên của các nữ tu, dòng nữ tỳ Đức Maria tại nơi mà ngày nay được gọi là Eswatini, nơi trước đây được gọi là Swaziland. Tuy nhiên ở Uganda, dòng này chỉ mới hiện diện từ năm 2000. Nữ tu Noretta Sekinon, bề trên tổng quyền, dòng nữ tỳ Đức Maria, trình bày chi tiết hoạt động của dòng và mô tả tình hình xã hội ở Uganda theo quan điểm về thân phận của phụ nữ. "Tôi luôn ngạc nhiên rằng, như Đức Thánh Cha cũng nói, trụ cột của nền kinh tế gia đình ở châu Phi được tạo nên nhờ phụ nữ. Trung bình ở Uganda, mỗi phụ nữ có 7 người con. Chúng tôi có 3 cộng đoàn ở đất nước này. Cộng đoàn lớn nhất là Kisoga ở quận Mukono. Chúng tôi bắt đầu cộng tác với các cha, dòng tôi tớ Đức Maria. Họ đã mời chúng tôi tham gia hoạt động mục vụ mà họ đã bắt đầu vài năm trước đó. Một số nữ tu đã tham gia làm giáo lý viên, linh hoạt viên cho việc mục vụ của giáo xứ và cũng là giáo lý viên. Ở Uganda, cũng như ở hầu hết các nước châu Phi, vấn đề cấp bách nhất thường là không có hệ thống y tế." Sơ Noretta chia sẻ thêm: "Các nữ tu đã tổ chức một bệnh xá nhỏ, ở đó có một phòng hộ sinh, điều rất cần thiết, cũng như cần có sự hiện diện của các nữ tu trong hình thức hỗ trợ này." Sơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có phụ nữ bên cạnh những người phụ nữ sinh con. "Chúng tôi đang phải đứng trước yêu cầu mở rộng dịch vụ chăm sóc phụ nữ này, đặc biệt là những người sắp làm mẹ. Các nữ tu cố gắng hết sức để giúp các phụ nữ phát triển kỹ năng của họ, ngay cả bằng những cách đơn giản nhất." Sơ Noretta kết luận: "Chúng tôi đã tổ chức một xưởng may và được yêu cầu mở một cơ sở thứ hai nhỏ hơn cho họ, có thể là thợ cắt tóc để họ học nghề. Cũng cần biết những điều cơ bản về sử dụng máy tính, mục đích là mở rộng việc phục vụ, sự gần gũi này, để thăng tiến phụ nữ và bảo đảm rằng họ thực sự ngày càng trở thành những nhân vật chính, và đến lượt họ có thể hỗ trợ gia đình cũng như việc giáo dục con cái họ." Sơ Noretta chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Đức Giám mục ở Eswatini: "Tôi suy nghĩ về điều mà vị giám mục của Mancini ở Eswatini nói vào lúc kết thúc lễ kỷ niệm 100 năm. 100 năm và bây giờ. Khi trò chuyện với Ngài, chúng tôi tự hỏi việc học nào là cấp bách nhất. Tất nhiên, ở các nước châu Phi và những nơi khác, kiến thức đầu tiên vẫn rất cần thiết. Biết đọc, biết viết và làm toán như người ta vẫn thường nói ngày xưa. Nhưng tôi tin rằng hiện nay trên khắp thế giới có tình trạng mù chữ về đức tin và kiến thức về đức tin Kitô giáo, mà tôi tin rằng chúng ta nên quan tâm và sử dụng tất cả sức mạnh và khả năng của mình một cách chính xác để chia sẻ nó, và do đó áp dụng những gì giáo hội nói từ nhiều năm nay, tức là nhu cầu tái loan báo tin mừng. Ở Uganda, hội dòng các nữ tỳ Đức Maria cũng đảm trách việc đào tạo các em đang trong giai đoạn nhà tập. Một trong những cộng đồng ở Jinja bên nguồn sông Nin chăm sóc các tập viện, và trong nhiều năm đã có rất đông các thiếu nữ đến đó. Không chỉ người Uganda mà còn từ Congo, đặc biệt là một số vùng ở biên giới với Uganda và Kenya. Bề trên tổng quyền dòng nữ tỳ Đức Maria chia sẻ, tôi đã ở đó 4 năm rưỡi và trước đó là 19 năm ở Eswatini, và tôi tin rằng 22 vị tử đạo Uganda, những người đã hy sinh mạng sống của mình vì đức tin, là lý do nền tảng để các gia đình địa phương được vui mừng nếu một trong các con gái của họ bày tỏ ước muốn dâng mình cho Chúa. Gần như có một sự khích lệ trong gia đình, và chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng là phân định các ơn gọi. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.